Thưa quý vị, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mũi 3 cho người dân là yêu cầu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến khi được chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các sở ngành quận huyện vào cuối giờ chiều qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị Sở Y tế chỉ đạo ra soát và dự kiến đỉnh dịch mới trong thời gian đến, sau đó tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố sớm nhất để có những giải pháp phù hợp trong công tác phòng chống dịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng xem xét đề nghị của Bệnh viện Đà Nẵng về việc kết thúc tiếp nhận, thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến trên đường Hà Văn Tính, quận Liên Chiểu. Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, hiện tiến độ tiêm vẫn chưa đảm bảo, đề nghị các địa phương tập trung tối đa cho việc tiêm vaccine, tuyên truyền vận động người dân tiêm. Giao cho các cái địa phương và chỉ đạo cho các cái... Tại vì chúng ta đã có cái thực hiện cái chiến dịch tiêm chủng và giao cho ban chỉ đạo các quận huyện là chịu trách nhiệm trong vấn đề tổ chức và thực hiện các cái tỷ lệ tiêm chủng theo đúng cái hướng dẫn của Bộ Y tế. Thì cái này là đề nghị là các cái địa phương lưu ý theo như báo cáo của Sở Y tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về việc người dân khai báo y tế khi phát hiện ca mắc COVID-19, nhất là những người lớn tuổi. Về việc cấp giấy xác nhận hoàn thành F0 để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị hạn chế tối đa việc người dân tập trung đông tại cơ sở y tế, đồng thời yêu cầu ngành y tế đơn giản thủ tục, tạo điều kiện tối đa cho người dân trong việc lấy giấy xác nhận này. Nếu như các anh chị vướng ở đâu thì các anh chị có cái báo cáo cho Ủy ban thành phố để Ủy ban trực tiếp, tôi dùng từ là trực tiếp giải quyết cái việc này bằng là hoặc là làm việc với bảo hiểm xã hội, rồi với sở thông tin truyền thông, với ngành y tế. Nhưng mà tuyệt đối không để người dân phải quá phiền hà cho cái việc mà đi lây đi xuống lấy mấy cái giấy tờ để thanh toán cái bảo hiểm xã hội.